quá, cơm vàng dữ trời. Cơm vàng luôn à. Ôi. Trời nhìn quá đẹp ngon quá. Dừa chín tớ luôn á. Cái này là không nhạo lắm. Dừa chín tớ luôn. Ôi, ngon quá. Cái này nó dày dở mà được nó ngon ghê là. Đi du lịch về Tô Lan không ăn nổi. Đi du lịch về mất sức quá cô chú. Ở trong này chiên sầu riêng rồi nhiều quá nên đi du lịch có hai vợ chồng à. Nên là mất sức quá trời. Tô Lan đó cô chú anh chị và các bạn. 28 4 28 288 nha. 4.000. Đâm 16.000 anh ơi. 10 không anh? Cả miếng luôn. Trái này lại phải ký á. 287 và 7 ký. 37, 3927, 3 ký, 3 ký mấy. 331. Cái nào cũng ngon đấy. Nhìn Hiếu vui lắm, nhẹ nhàng. Gọi là thợ tôi đi chuyên nghiệp. Bài địa chỉ là 592 Trường Chinh đó, thì là số 30 Tân Kỳ, Tân Quý, Nhân Quý của chú chị và các bạn. Nếu mà cô chú chị và các bạn nào tiện đi hướng kia thì mình sẽ ghé hướng kia, hướng Tân Kỳ, Tân Quý. Góc ngã tư Tân Kỳ, Tân Quý quẹo lên bên tay phải xíu vào là nhìn thấy điện hạnh. Một con con muốn bự luôn à. Nhỏ nhưng mà có vỏ. Ôi, có muối luôn ta. Ba. Có loại ăn ngon á. Tới mình khui hơi cực xíu nhưng mà cơm rất là ngon. Wow. Gặp em cái ăn không? Hả? Chồng. Không ơi, khách tư vấn cho khách. Mà thử qua. Để. Ui, nó nhỏ à. Video thì Cuộc Sống Sài Gòn TV đó, điều điểm số điện thoại, địa chỉ của vựa sầu riêng Cái Mương, Nhà Quý của đô thị và các bạn. Ngoài mình bán anh Hiếu là ngoài là bán lẻ thì anh có bán sỉ nữa. Gọi điện cho anh gọi điện để phục vụ tận nơi quý của đô thị và các bạn. Của anh 230 rồi. Cái nữa anh. Mình không hết rồi hả? Hết luôn rồi hả? Hết cái luôn mà. Được rồi. Còn tí rồi. 230. 230. 230. Thêm trái nữa anh. Cân chung luôn vậy anh Tùng? Hả? Mày để cân chung luôn hay gì? Ở đây là chính không? Mấy trái đều mấy trái ngon. Đây mấy cái này. Đây cái này nữa nè. Dạ. Trăm 8 anh, 180 với 230. Dạ, chị để em xíu. Rồi xếp cao của ta luôn. Đó, 230, 401. Rồi chị. Dạ. Rồi, cảnh cảnh này nhiều cô chú tìm thấy không? Có cái cây này tất dụng. Cái kia trường cái tay vô. Trường cái tay vô không tới, có cái cây này. Ăn cái này không làm đi đâu ta. Đi mua đó, đây là sầu riêng chín quá. Sầu riêng chín quá hay là gọi là sữa lép. Nó là sầu riêng bí luôn đó cô chú chị và các bạn. Bí khác à? Hả? Bí là khác. Ở bí là khác à? Cho bữa anh thấy 50 đây nè. Thấy có 50 là 90. Của anh 175.000 anh ơi. 175. Này 90 anh, 50 đây nè. 70 đỏ đỏ đó. Anh thôi anh ơi, chờ anh thôi. Cô luôn. Rồi. Chị Hiếu vui sầu riêng rất là gọn. Chị đang lấy loại nào? 70 đến Tô Lan á, chị Tô Lan 50 rất là gọn. 70 à? Anh lấy hai trái. Để đó chín dữ lắm. Không, có loại đó là chưa chín lắm đâu, nhưng mà cái loại đó là ngon. Nếu anh ăn được cái loại đó là ngon hơn ri sót là nhiều. Cái này anh bỏ ngăn đá ăn với kem vậy á. Với kem. Nó nhỏ muối ghê không? Nhỏ muối quá trời luôn. 175 ngàn. Tương lớn tuổi cho nên tính đây. À đúng rồi. Nó mềm á, cái ngọt. Đó là chín chưa ta? Rõ rồi. Cái này chưa chín thôi, chưa giặt uống mà. Đây giặt cuốn nó chín. Đây coi ai. Đây là trước đây cái này là trước. Trái chưa chín nên là phải chờ chín chín nữa hả? Ờ, từ cái khác 149.000 coi rồi. 149.000 của anh ơi. Để trái đó nè. Cái này luôn á. 206 không? 200 mấy? 206. Dạ. Ký. Hả? Ký cho ăn loại 70 có trang ký cho trang ký mấy? Đó, trang ký không có chú ơi. Rồi rồi. Hai bé là sẽ tới lòng không? Cái này của anh này, anh này. Cái chị này. Cái nhiêu này chưa? Nhiêu hả? 206, 206. 206. Của chị 188. Đó. Ký chắc không có ký chút, chắc có ký mấy á, 3 cái 4 rồi. Cuộc sống Sài Gòn TV đó, chia sẻ những hình ảnh này tại cửa sầu riêng Cái Mơn nha cô chú chị và các bạn. Đây là anh trai quê, Hiếu trai quê, còn gọi là Hiếu Dừa đó. Nói chung là em của Khương Dừa, cùng quê Bến Tre. Hiếu thì nói chuyện hơn anh, bởi vì mỗi bạn là có một cái nét riêng nha cô chú anh chị và các bạn. Còn vui sầu riêng ấy thì hai bạn là vui đều như nhau, rất là nhanh tay. Dạ Nguyễn Anh Hiếu 206 anh. Dạ 206 206 hả? Tôi đâu 226. Cái là bộ tôi đặt muốn. Rồi cảm ơn. Mấy em cho nó nhỏ nhỏ em vui buồn. Tấm trên tôi $267.000 anh. Anh lấy trái nhỏ nhỏ như vậy. Lấy trái nhỏ, lấy trái nhỏ. Nếu mà cô chú anh chị nào mà biết ăn sầu riêng chín quá thì ăn sầu riêng này rất là ngon. Cái nào nó có địa chỉ rõ ràng, cái nào nó mờ không. Cái này rồi hả anh Phụng? Đây như quý cô chú anh chị đều các bạn. Rồi, cảm ơn nha. 592 Trường Chinh. Rồi. Đó địa chỉ của bạn nè. 592 Trường Chinh, nhưng mà quý cô chú anh chị và các bạn chịu khó là cứ tới đường ngõ 3 Tân Sơn Nhì với Trường Chinh là nhìn đối diện qua là thấy liền à, địa chỉ. Đây là số điện thoại của Hiếu nè. Bán hàng. Lấy nhỏ rồi chị. Chị lấy cái này đi. Đây là lấy cái nhỏ rồi. Tiền cơm. 70 kìa. Lấy cái còn muối thôi. 249 không? 249. Lấy ra một muối thôi hả? Tôi còn muối thôi. Lấy ra một muối ăn trước hả? Anh chị có tủ lạnh không? Có, bỏ tủ lạnh ăn ngon hơn. Muối hết đi, bỏ tủ lạnh ăn ngon hơn. Không nên dịp nhiều quá ăn không ngon. Về để tủ lạnh đó. Về tủ lạnh để ăn đông ăn ngon hơn kem vậy đó. Đó luôn đi, chín rồi. Chị không ăn hả? Anh ăn hả? 174 ngàn. Thường là phụ nữ ăn chứ phụ nữ là ăn nhiều hơn đàn ông á. 170 nó ra nhiều. 170 được không? Đó là cái mùa là chạy. Đó là cái mùa là chạy hả? 4 ngàn chết luôn. Đó 170 đó. Trái muối đó hả anh Hiếu? Dạ. Thấy không này, đó là khi mà anh khui ra mà nó bị trái muối hay là bị gì thì anh sẽ bù thêm cho cô chú liền nha. Giống như là chị Tô Lan cũng vậy, Thanh Hiếu cũng vậy. Đâu có sượng đâu. Miêu nó 120 rồi đó. 2 muối rồi đó. Nhiêu tiền nãy nhiêu tiền? 249 ngàn. 50 ngàn đây. 240. 200. 120 mới 10 ngàn nữa. Thế là cái dãy hộp á. À nhảy nó ra hộp ha. Dạ. Chính quá hay vậy. Có cô chú đó. Để anh phụ tiền nha. 232 nghìn. Cuộc sống Sài Gòn TV xin cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều nha. Thì hôm nay em ghé lại vừa sầu riêng Cái Mơn nè, trên đường Trường Chinh, cũng như là góc ngã ba đường Trường Chinh tới đường Tân Sơn Nhì. Nếu mà quý cô chú anh chị và các bạn có dịp đi ngang qua đây, hoặc là nếu mà mình không tới được muốn mua online thì cứ gọi điện cho Hiếu nha quý cô chú anh chị và các bạn. Trong mỗi video thì Cuộc Sống Sài Gòn TV đều để số điện thoại, địa chỉ và cái thời gian bán của bạn ở phía bên dưới. Thì cô chú anh chị và các bạn chịu khó cập nhật thông tin, cũng như là hôm nay thì đó, những trái sầu riêng rất là ngon luôn. Bye bye, hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo của mình. Dạ. Yeah.